Khi biết đến Ravit thì thật sự mình rất là bất ngờ về chất lượng của nó, cũng như nơi nó được sản xuất, đó chính là Việt Nam. Tôi thì đã sử dụng rất là nhiều loại kim khác nhau trong và ngoài nước, và thú thật tôi là một khách hàng rất là khó tính, nhưng với Ravit thì nó đã chinh phục được tôi. Nói về chất lượng của sản phẩm thì tôi đánh giá rất là tuyệt vời, tại vì trong quá trình xăm kim không có bị rung lắc và không có bị tràn mực lên trên làm hỏng máy xăm. Một điều nữa đó là cái độ đàn hồi rất là cao, làm cho cái hình xăm nó không có bị sát hương. Về cái độ bền của sản phẩm thì khi chúng ta mà xăm một cái hình khoảng 8 tiếng thì kim vẫn không có thay đổi hết, vẫn sắc bén như là lúc đầu vậy. Về cái dịch vụ chăm sóc khách hàng của bên Ravit thì rất là tuyệt vời. Khi mà mình nhận được kim là những cái loại kim đó đã được sàng lọc và đã được tuyển chọn rất là kỹ trước khi giao đến tay khách hàng. Và khi sử dụng thì có cái điều gì đó nếu mà thắc mắc hoặc là góp ý gì đó thì cái đội ngũ nhân viên rất là nhiệt tình giải đáp thắc mắc cũng như lắng nghe những cái ý kiến của mình để sản phẩm của họ ngày càng tốt hơn nữa. Tôi đã sử dụng Ravit cũng một thời gian khá là lâu, có thể nói là từ những ngày đầu tiên Ravit có mặt trên thị trường. Và cho đến bây giờ thì tôi vẫn tin dùng trên từng sản phẩm, từng cuộc thi, tôi đã sử dụng và trải nghiệm nó. Còn bạn thì sao?